Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Ship Bộ Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ 6, 30 tháng 6. Xin chúc cho anh em và gia đình có một tối vui vẻ. Và chúc cho anh em có những ngày cuối tuần thật hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay em đem một ít hàng mồi thuốc cà lem kem chuối cho anh em. Cách giao dịch của anh em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cộng giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí code anh em 3 triệu. Ba là ở Sài Gòn thì anh em tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn hoặc là số điện thoại của em là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em lên một con Slim cách ăn mòn về chủ đề tàu ngầm hạt nhân. Con tàu này là em tìm hiểu là nó là tàu ngầm hạt nhân và là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Mỹ. Con này sản xuất năm 70. Tình trạng của nó thì mặt sau nó bị chó cắn, nó cắn hơi nhiều ha, mà được cái chủ đề với lại Slim xưa. Góc cạnh thì nó khá ok, chỉ có bị mặt sau thôi. Ở mặt sau nó cắn, y như chó gặm mà. Và lớp sơn thì cũng còn khá đẹp. Con này thì lề lối đồ đẹp ha, mà nó cũng đã thay lưỡi gà rồi nha anh em. Con này nó cũng thay lưỡi gà rồi. Bánh xe zin, lề zin, cam zin. Bánh cũng bén, bao sử dụng. Ruột một mặt chỉ chuẩn đời. Con này em giao lưu anh em 200k đến em mọi thuốc trên. Số mồi thuốc 208. Nó có hơi xích xác. Cái cam này nó bị gì rồi? Nó có hơi dâm nhẹ. Lề lối đẹp. Xích xác ha. Năm cũng hay. Bánh bén cực kỳ luôn. Con này ruột lệch 5. Bỏ 08 ruột 07. Nguyên zin chưa sửa chữa. Lớp bạc oxy hóa có cấn dập. Các bạn này anh em chùi là nó sáng, chùi auto son có dập vài điểm. Để mồi thuốc thì ok,
cái lớp mạ bạc này á, anh em chùi cho nó sáng hơn. Sẽ chữa. Con này ruột chục năm nha anh em. K. F09K09. Số 3 300 luôn. Rồi con số 4. Một con tripod. Cắt ăn mòn full nắp. Lề lối đẹp, sản xuất 2009 luôn. Góc cạnh đẹp đó nè, ở đây nó hơi té nhẹ vuông góc xíu à. Càng nó cũng khá là đẹp, có sức sát nhẹ thôi, chủ đề khá ăn mòn ha anh em ạ. Gặp khỏe bán xe bán luôn, con này đi cái ruột như mới vậy. Khá là đẹp. Con hãy đi ruột đẹp. Số 4 390. Rồi em lên con này cho anh em chơi. Con này anh khách ảnh mua là một cái con new chưa sử dụng, và hiện tại con này nó cũng chưa sử dụng luôn. Anh ấy mua về để chỉnh âm đó. Nhưng mà âm anh ấy chỉnh không theo ý muốn, nhưng mà em nghe cái âm như vậy là cũng khá là hay rồi. Nó cũng to vang, ít xem rớt má ơi. Nó cũng to vang nhưng mà chưa vừa ý ảnh. Anh lại anh đổi một cái con new chưa canh chỉnh về, anh canh chỉnh tiếp, anh đổi con giống vậy luôn, âm gì cũng khá hay mà. Nói chung mỗi người mỗi thích cái âm thanh khác nhau, mỗi người có một cách cảm âm. Theo em thì như vậy là nó good rồi, ruột trùng 5 tháng và chưa sử dụng nha anh em. Em bao chưa chăm xăng luôn mà anh về anh canh chỉnh đó, tự anh canh chỉnh được, ảnh tự động làm âm được, nên anh mua anh đổi con y chang như vậy nhưng mà chưa canh chỉnh. Con này là chưa sử dụng luôn á anh em, chưa hề chậm xăng, anh đã canh chỉnh âm. Năm mươi
đây một con La Mã, chủ đề về cái chai xăng á anh em, cái màu sơn cũng có chai xăng, mà con này nó hơi chốc sơn. Anh em mà có tay nghề về sơn nó về mình dặm sơn lại nhìn nó cũng lạ lắm á, nó chỉ bị chốc sơn thôi, về dặm lại là nhìn một con Zippo, nó con Zippo này nó cũng lạ, chủ đề nó rất là lạ luôn, nó bị chốc sơn. Ở đây nó có một điểm dầm, còn lại là bị chốc sơn. Sản xuất năm 2000. Anh em nào về dặm sơn lại nhìn nó cũng lạ, thì chủ đề nó khá lạ. Cam này nó bị gì vậy? Âm con này cũng hay, nó có lớp sơn mà nó cũng có âm. Người con có lớp sơn là nó không có âm luôn, âm nó nhẹ dở, âm con này nghe cũng ok á. Khỏe bánh xe bé. Ruột 2000, ruột đầu 2000, trùng năm. Con này chủ đề cũng lạ, cũng đẹp, mà xui cái là nó bị chốc sơn, chốc sơn nhiều điểm. Anh em nào tay nghề về sơn mua về dặm dặm lại thì nó thành một cái con nhìn nó cũng lạ đó anh em, chủ đề nó cũng lạ, chủ đề về cái chai xăng á, cái màu chai xăng. Sao 480 480k. Nó lỗi bảo quản, cái lớp sơn nó hơi chốc. 97 con này anh em không thích thì cũng có thể là mình bỏ cái lớp sơn này luôn, mình xả sơn ra thành HB á. Còn anh em xem lồng nắp nó hầu như là chưa sử dụng luôn á, bám bụi luôn. Ruột rà nó cũng vậy luôn, không thấy xước luôn ha. À, bảo quản kém. Ruột 97 luôn. Đây là chủ đề Camel Racing. Con này không có căn chỉnh gì nè, thì căn chỉnh gì nè. Con này nó như mới luôn á, chỉ bị chốc sơn. 30 tháng 6, mã số 7, 600k. Anh em xài chén có thể bỏ cái lớp sơn cũ ra. Con này một chủ đề cũng khá là ít gặp trên Zippo nè. Transform Rocket bản limited, chủ đề này hiếm trên Zippo. Chủ đề tên lửa. Đây là những cái vết đen này là do cái bạc, lớp mạ bạc đó nè, nó oxy hóa lên màu vậy. Ở đây nó có một dấu té nhẹ này. Còn lại là lớp bạc còn nguyên. Cắt ăn mòn chủ đề tên lửa USSS.
một cái con chủ đề tên lửa này trên Zippo này cũng khá là hiếm và ít gặp nữa anh em. Con này bản limited. Sử dụng nhưng mà nó được cái chủ đề hiếm ít gặp, chủ đề tên lửa của Hoa Kỳ 98. Con này được chủ đề, chủ đề này khá lạ. 30/6 mã số 8. Rồi, tham gia một con một chủ đề mà khá nhiều anh em thích. Đó là Liberty, nữ thần tự do. Thì khắc xin hãng anh em, khắc khá sắc nét. Tổng thể con này thì cũng còn rất là đẹp, qua sử dụng nhưng mà nói chung là rất là đẹp. Sản xuất năm 91. Lề lối đẹp. Chủ đề Liberty ha anh em. Không cấn móp, lớp rơm cũng rất là đẹp luôn, có sức nhẹ, sức tơ lông mèo nhẹ thôi. À, nhìn nghiêng góc độ ánh sáng mình mới thấy được, chứ còn nhìn trực diện không thấy được. Âm này là tự nhiên chưa canh chỉnh anh em, nó hay tự nhiên á. Liberty. Con này ruột sử dụng ruột mờ giai đoạn nha. Chưa sửa chữa nguyên zin. Con này là zin tới cái cốc lề luôn nha anh em. Không thể đẹp. Rồi em lên một cái con hộp gỗ. Hộp gỗ xin hãng được chủ đề về gia tộc Petosiken. Hộp gỗ khá đẹp. Anh em có thể để trưng bày. Con này thì qua sử dụng rồi. Con này thì qua sử dụng. Sản xuất 2004. Limited 0053. Không cấn móp nha anh em. Nó có hơi xước ha. Nó có hơi xước, không cấn móp. Con này là nó qua sử dụng rồi khá là ít. Em để nguyên tình trạng để anh em cảm nhận. Chuột trùng 5. Con này những mã titan. Cái
trưng bày cũng khá là đẹp. Hộp cũng đẹp, hộp gỗ. Gỗ xin. Con này 580 nha anh em. Full book vậy luôn ha. Anh em có thể trưng bày. Con này 580. Đây con này. Con này nó có cái hộp bọc ở ngoài. Đây là một con sơn mài. Một dòng zip có giá trị sưu tầm. Một em sơn mài 95. Tình trạng là nó zin như vậy luôn ha. Năm khóa. Con này anh em có thể trưng bày cũng khá là đẹp. Dòng sơn mài dòng cao cấp của Nhật. Đúng là đi rụt vàng. Đây nó bay. Rụt vàng 95 trùng. Cục chưa qua sử dụng luôn nè. Cục gạch đá. Con này chưa sử dụng nha anh em. Full hộp luôn ha. Một dòng sơn mài như anh em biết là nó cũng có giá trị sưu tầm. Trên dòng xuất thị trường Nhật. Được những cái con này được nghệ nhân của Nhật làm. Giá nó cũng khá là đắt đỏ. Có nhiều giá lắm, có nhiều tùy người bán. Có nhiều người bán con này ngoài 2.000, hơn 2.000. Em giao lưu với anh em con này 1.900. Nó đầy đủ quá. Hộp của nó trưng bày hết bài luôn. Một triệu chín. Rồi em còn một con sơn mài qua sử dụng mà. Hôm nay con em sale con này. Lỗ sắp mặt luôn. Đây cũng là một con sơn mài nè. Mình sẽ xuống 595 luôn. Chỉ là 595 luôn. Con này nó có qua sử dụng nên nó có tróc vài điểm. Sơn mài nó sơn dày. Và nó có lỗi lớp sơn ở đây. Anh em muốn chơi qua sử dụng thì chơi con này. Vàng 95 cũng hơi phôi phai nha. Và nó bị khắc. Bị khắc tên. Khắc tên vỗ ruột chi không biết. Tổng thể của nó thì không có cấn mớp. Nó không có cấn mớp nhưng mà nó bị tróc sơn. Anh em muốn rẻ thì mua con này trải nghiệm cái dòng về để mình xem cái dòng sơn mài nó làm kiểu cách như thế nào.
bán. Sale sắp mặt luôn. Rồi, con này em giao lưu 850. Mà anh em thích thì chơi cái con niêu về trưng bày. Con niêu đó chỉ trưng bày thôi là đẹp, sử dụng uổng lắm. Rồi mình sử dụng con qua sử dụng này nè. 30 tháng 6. Mà số 10 đi, tại vì nó kia nó không có 850. Còn hộp này thì em có báo rồi hả? 580, 1.9 triệu. 1.9 triệu là con sơn mài. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì em xin một lượt đăng ký. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn quan tâm đồng hành theo dõi kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30 hàng ngày. Xin chào tất cả anh em và xin chúc cho anh em và gia đình có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào anh em.